rồi, hello. Em chào cả nhà. Chúc cả nhà có một buổi tối vui vẻ, an lành và gặp nhiều may mắn. Thì hôm nay Việt Nam chiến thắng cả nhà. Thì em mời cả nhà cùng xem người dân xuống đường đi bả ăn mừng Việt Nam chiến thắng cùng với em nha. Quá vui luôn cả nhà ơi. Quá trời động luôn. Rồi. Cờ đỏ xóa về. Quá rồi. Quá sức đông luôn cả nhà ơi. Ở dưới kia là có cái đường, con đường mà bây giờ nó kẹt cứng ngắc luôn cả nhà, không có đi được, cho nên là người ta rẽ qua đây cũng nhiều lắm đó. Ta rẽ qua đường này là dữ lắm, quá vui luôn. Quá trời vui rồi. Người lớn con nít em bé gì hôm nay em nghe đường hết trơn cả nhà ơi.